Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời tiết du lịch ngày 6 tháng 2 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Kính thưa quý vị, tình trạng mưa nhỏ mưa phùn đang khiến cho thời tiết miền Bắc bất lợi. Và sang đến ngày mai, không khí lạnh có khả năng được tăng cường trở lại và khiến cho trời sẽ chuyển rét hơn. Trong ngày 7 và 8 tháng 2, rét đậm xảy ra trên diện rộng và cùng với mưa bất chợt, làm cho các hoạt động du lịch giai đoạn này của du khách khi mà tới Bắc Bộ sẽ gặp phải nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, gió đông nam dầu ẩm không chỉ mang mưa đến mà còn khiến cho tình trạng sương mù vào sáng sớm trở nên dày đặc, tầm nhìn giảm mạnh. Các hoạt động giao thông cần phải chú ý nhiều hơn để đảm bảo an toàn, nhất là trong điều kiện thời tiết mưa nhiều, đường trơn khiến cho việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Dự báo thì những cơn mưa sẽ giảm dần kể từ ngày 9 tháng 2 và chỉ còn xảy ra vài nơi. Khu vực Tây Bắc thì trời cũng sẽ hửng nắng trở lại. Xuống đến khu vực các tỉnh thành từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, ảnh hưởng của khối khí lạnh tăng cường trở lại cho nên thời tiết nắng ấm của ngày hôm nay cũng sẽ kết thúc và thay vào đó là tình trạng mưa rào cũng xảy ra bất chợt trong ngày. Trời chuyển lạnh, riêng với khu vực phía bắc của đèo Hải Vân thì trời sẽ chuyển rét. Thời tiết này sẽ duy trì trong những ngày tới nên tiếp tục sẽ gây bất lợi cho các hoạt động du lịch. Khoảng ngày 8-9 tháng 2, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên các tỉnh, khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Khánh Hòa cũng chuyển mưa nhiều và sẽ gây trở ngại hơn với du lịch. Riêng với hai tỉnh là Ninh Thuận và Bình Thuận vẫn duy trì thời tiết ổn định trong cả 3 ngày tới, thời tiết nắng ấm ít mưa nên sẽ ủng hộ cho mọi hoạt động ngoài trời. Khi đến với Tây Nguyên, thời tiết đang trong mùa khô nên du khách có thể yên tâm tham gia mọi hoạt động ngoài trời. Trong ngày thì mưa hầu như là không xảy ra, trời nắng, nhiệt độ cao nhất ban ngày cũng không vượt quá mức nhiệt 30 độ. Tuy nhiên thì có một điểm lưu ý với quý vị là về đêm trời sẽ chuyển rét sâu với nhiệt độ giảm xuống mức nhiệt là 14 đến 17 độ. Khu vực núi cao có nơi nhiệt độ xuống dưới 14 độ và Đà Lạt thì có thể hạ thấp dưới mức nhiệt 10 độ. Do đó quý vị đừng quên chúng ta chuẩn bị đầy đủ khăn len, áo ấm, găng tay đủ dày để có thể giữ ấm cho cơ thể mình. Xuống đến với khu vực Nam Bộ, trong ngày mai và ngày mốt thì nắng vẫn còn khá mạnh với một số nơi thuộc khu vực miền Đông thì mức nhiệt có thể lên đến trên 34 độ. Tuy nhiên khi mà sang đến ngày 9 tháng 2, hình thế gây nắng mạnh cho Nam Bộ suy yếu đi. Đồng thời thì khu vực đón nhận những đợt không khí lạnh từ phương Bắc khuếch tán về và giúp cho thời tiết vào ban ngày trở nên dễ chịu và mát mẻ hơn. Trời tiếp tục không mưa nên sẽ khá thuận lợi cho du khách tham quan và ngắm cảnh. Với khu vực biển đảo Nam Bộ thì thời tiết đảo Nam Du trong 3 ngày tới được nhận định là khá lý tưởng cho du khách có thể trải nghiệm cảnh đẹp trong tiết trời tạnh ráo, gió biển thổi nhẹ và sóng êm. Thuộc huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, cách thành phố Rạch Giá 83 km đường biển, quần đảo Nam Du tuy hoang sơ nhưng lại thu hút nhiều du khách bởi vẻ đẹp đến từ 21 hòn đảo lớn nhỏ được tạo hóa khéo léo xếp đặt. Và trong đó thì hòn Củ Chon có diện tích rộng nhất với 9 km2, còn hòn nhỏ nhất là hòn Lò chỉ có 200 m2. Trong số 21 hòn đảo, hòn Mấu được xem là hòn đảo tuy nhỏ nhưng có đến 5 bãi biển trên đảo và bãi biển nào cũng tuyệt đẹp. Trong khi bãi Trướng và bãi Nam có những bờ cát trắng mịn như nhung hiếm nơi nào mà sánh bằng, thì bãi Bắc, bãi đá đen và bãi đá trắng lại có nhiều loại đá đẹp, muôn hình vạn trạng, nhiều màu sắc, có những viên hoa văn rất lạ và trông rất bắt mắt đến mức mà một số du khách còn cầm về vài hòn đá như là một món quà kỷ niệm. Ngoài việc vãn cảnh đẹp, du khách đến với Nam Du còn khá thích thú với việc có thể đắm mình trong làn nước xanh lam trong vắt, phơi mình trên những bãi cát trải dài, mịn như nhung hay là những buổi chiều ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống giữa biển khơi và còn cả những lần dạo quanh ghe xuồng hay là các lồng bè nuôi cá và nghe kể nhiều câu chuyện thú vị về nghề chài lưới của người dân địa phương. Tất cả đều là những trải nghiệm đáng nhớ ở một Nam Du thân thương, mộc mạc. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị chuẩn bị chu đáo cho hành trình du lịch sắp tới. Còn sau đây sẽ là chi tiết nhiệt độ các điểm du lịch lớn trên cả nước. Xin chào và hẹn gặp lại.